Alan. Nếu không gặp được Alan, người quét rác 10 năm về trước, có lẽ giờ này tôi đang quay cuồng trong vòng quay vô tận của đồng tiền. Học là việc của cả đời. Ngày tốt nghiệp đại học, tôi mới bắt đầu sự nghiệp học hành của chính mình. Học từ cuộc sống, biết bao người thầy sau này đã dạy cho tôi vô vàn kiến thức. Họ là các giáo sư, tiến sĩ, các chủ tịch, tổng giám đốc của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Tuy nhiên, tôi không thể nào quên được một người thầy đặc biệt của mình, đó là thầy Alan. Hàng ngày từ ký túc xá trên phố Mountain, Sydney, Australia, tôi khoác ba lô đi học hay lên thư viện. Mỗi buổi sáng tôi đều bắt gặp một anh công nhân vệ sinh thu dọn quanh khu nhà. Anh luôn tươi cười và kèm theo lời chào rất thân thiện. Hello, how are you? Chào bạn, bạn khỏe chứ? Anh làm như vậy ngay khi gặp tôi. Về phần tôi, cũng lẳng lặng bước đi ở khuôn mặt lạnh tanh và khó chịu. Trong đầu tôi lúc đó chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất. Thằng cha này thấy sang bắt vàng lòng họ. Hắn thấy tôi có chức vụ, có tiền bạc, có học thức, nên muốn bắt quen đây. Hắn thì có khác gì mấy cô công nhân vệ sinh hay đi dọn rác trước cửa cổng nhà mình ở phố Thái Hà, Hà Nội. Ngày tiếp theo, anh công nhân vệ sinh vẫn cười tươi, vẫn chào tôi hết sức niềm nở. Tôi vẫn khó chịu và đút hai tay và túi quần đi thẳng, khuôn mặt vênh váo. Ngày thứ ba tôi vẫn vậy. Anh quét rác lại chào tôi rất vui vẻ, khuôn mặt và thân hình thể hiện sự thân thiện với tôi. Tuy nhiên, trong lần này bực mình quá, để cho xong chuyện, tôi đã trả lời anh một cách miễn cưỡng. I'm fine, thank you, and you? Tôi khỏe, cảm ơn anh. Thế còn anh? Tôi nói xong và chợt thấy rằng mình đã cười. Tôi đã cười mà không biết. Điều này không như trong kế hoạch ban đầu của một con người coi thường anh công nhân dọn vệ sinh. Thú vị hơn, tôi phát hiện ra khuôn mặt tươi tỉnh của chính mình, rằng hình như mình vui hơn, dễ chịu hơn, hạnh phúc hơn, thư giãn hơn. Vừa rồi tôi vừa nghĩ vừa về mình rồi lẩm cẩm, tôi thật là ngu dốt hết sức. Quả thật, từ trước đến nay trong suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã có một suy nghĩ không đúng rằng khi cười với ai đó, tôi đã ban cho họ một niềm vui. Khi bắt tay với ai, tôi luôn luôn nghĩ rằng mình đang ban ơn cho họ. Khi gần gũi ai, tôi luôn luôn nghĩ họ được lợi từ tôi, hãnh diện được quen thân tôi. Và bỗng dưng tôi thấy mình thật sự đã sai lầm. Bởi khi tôi cười với anh công nhân quét rác này, người được lợi đầu tiên không phải là anh ta, mà là chính tôi. Và tôi chợt nhận ra rằng anh ta đâu có biết tôi là ai, từ đâu tới, anh lại không hề biết tôi có bao nhiêu tiền, làm chức vụ gì, có học thức đến đâu. Trong mắt anh ta, tôi chỉ là từ ký túc xá bước ra, tức tôi chỉ là một sinh viên, là một người đi học. Dù có học tiến sĩ, thạc sĩ hay đại học, vẫn là một người đi học, là một sinh viên. Mà thậm chí anh cũng chẳng quan tâm tôi có thật sự là sinh viên hay không. Trên thực tế, tôi chỉ là một người châu Á da vàng, mũi tẹt, nhưng anh ta cũng chẳng để ý đến chuyện ấy. Anh ta chỉ cười và chào tôi như đã và đang làm việc đó với tất cả những ai từ ký túc xá bước ra. Tất cả người là bình đẳng, tất cả chúng ta là con người. Tôi thấy xấu hổ và tôi đã nhận ra vấn đề. Tôi đã được học một bài học quý giá. Từ đó đi đâu gặp ai tôi cũng chào và cười, không chỉ cười mà là cười rất tươi, cười từ trái tim mình, từ đáy lòng mình. Một bữa nọ, khi từ thư viện về, tôi phát hiện ra Alan, người quét rác, đang ngồi uống cà phê trong quán. Anh ăn mặc rất lịch sự và nhấm nháp ly cà phê vừa đọc sách. Ngạc nhiên và tò mò, tôi lại gần làm quen, cùng uống cà phê, cùng nghe nhạc với anh. Tôi không ngờ người mặc bộ quần áo bảo hộ đi lau nhà quét rác mỗi sáng bây giờ lại biến thành một người lịch lãm, trí tuệ như thế này. Anh đọc sách say sưa và đọc khá nhanh. Bài học nữa tôi đã học được: mỗi lúc chúng ta đang đảm nhận vai diễn nào đó, lúc đóng vai nào phải làm tốt vai đó. Hơn nữa, không nên coi thường người công nhân quét rác. Anh ấy cũng đọc sách, cũng nghe nhạc, cũng thưởng thức cà phê và các món ăn. Alan đã kể cho tôi vanh vách về kim tự tháp ở Ai Cập, về những gì còn sót lại từ vườn treo Babylon ở Iraq,
về vùng đất lạnh và băng giá Siberia của nước Nga. Anh nói về thời kỳ La Mã, về thời kỳ chiến tranh Nam Bắc của nước Mỹ, về cuộc sống của người Eskimo. Đặc biệt, anh nói về Việt Nam thì biết tôi là người Việt Nam. Sau này anh kể rằng, mới đầu anh cứ ngỡ tôi là người Thái hay Indonesia. Hóa ra Alan đam mê đi du lịch. Anh đi du lịch qua sách, những hiểu biết của anh làm tôi kinh ngạc. Hóa ra anh rất hiểu biết và có trí nhớ và sự tưởng tượng tuyệt vời. Alan hỏi tôi khu vực Hạ Long có bao nhiêu hòn đảo. Khi đó vì không biết, tôi đã nói đại rằng khoảng 1.000 hòn. Alan đã giảng giải về các hòn đảo, về địa chỉ, khí hậu, thảm thực vật và thủy sản cũng như tính chất vùng biển của 1.960 hòn đảo, chứ không phải con số 1.000 như tôi nghĩ. Trong vùng diện tích 1.553 km² này, nhờ Alan mà tôi có lẽ đến chết cũng không quên được những con số này. Alan đề nghị tôi phải phân tích về nhạc Việt Nam, nhất là vấn đề đặc biệt của hai loại, của loại nhạc năm nốt này. Tôi ngạc nhiên vì chưa bao giờ biết đến nhạc của đất nước mình lại chỉ có năm nốt. Tôi luôn luôn nghĩ nhạc gì thì nhạc, đã là nhạc thì phải là nhạc bảy nốt chứ. Cuối cùng, tôi phải há miệng nghe Alan nói về chèo, về cải lương, về chầu văn và về các loại nhạc cụ của Việt Nam, đất nước nơi tôi sinh ra và lớn lên. Alan đã dạy cho tôi bài học quý giá về tính tìm tòi, khám phá, rằng tôi phải đọc nhiều hơn, tìm hiểu hơn và quan sát, ghi nhớ nhiều hơn. Chính từ bài học quý giá này mà ngày sau khi về Việt Nam, tôi đã quyết định lái xe làm một chuyến xuyên Việt. Tôi cũng quyết định tham quan toàn bộ đất nước, không bỏ sót tỉnh nào. Tôi nhận ra rằng mình đã bỏ qua rất nhiều điều quan trọng, rằng tôi đã đi tận đến 39 quốc gia nhưng đã chẳng hiểu gì được nhiều thứ đang diễn ra ngay tại quê đất nước mình. Ngày tôi đến thăm nhà của Alan, tôi lại đọc học thêm một bài học quý giá nữa. Alan có khoảng 1.000 cuốn sách, là người đọc nhiều đi nhiều, thường xuyên mua và đọc sách. Những tủ sách của tôi cũng có chỉ khoảng 300 cuốn. Còn Alan, một công nhân vệ sinh, đã có một tủ sách quá vĩ đại. Anh đam mê sách và đó bỏ cả khoản tiền lớn ra mua, trưng bày sách. Anh nói đã đọc hết những cuốn sách này, thậm chí có những cuốn đọc đến 2-3 lần. Tôi nhớ khi đó tôi đang có mong muốn quỳ xuống dưới chân anh xin nhận anh làm thầy. Cũng tại những lần đến thăm anh, tôi đã được đọc học cách nấu ăn, làm sao nấu đơn giản đủ chất ngon miệng mà không quá cầu kỳ. Một tình bạn thân thiết đã nảy ngầm giữa một doanh nhân và một anh quét rác. Chuyện này tôi không thể tưởng tượng được. Trước đó một vài năm, từ ngày gặp Alan, tôi bỏ hẳn các tính xấu của mình, nào là kiêu ngạo, nào soi mói, coi trời bằng vung, xem thường người khác. Tôi cũng trở nên điềm đạm hơn, nói nhỏ hơn, ít nóng tính hơn, và nhất là biết lắng nghe. Tôi mới nhớ lại câu của một người bạn thường nhắc với tôi, biển học là mênh mông, càng học càng thấy mình còn kém, cũng không còn bệnh, nhìn hình dáng bên ngoài mà kết luận con người nữa. Tôi luôn niềm nở và thật tình giúp đỡ mọi người chứ không phải để lấy tiếng. Tôi quyết định chọn sứ mệnh sẻ chia của mình từ ngày đó. Cũng nhờ Alan và những người thầy khác, sau này tôi đã hiểu và thực hành nguyên tắc cho mà không đòi hỏi, cho mà không cần nhận. Tôi cũng đã triển khai mỗi ngày, mỗi giờ cách sống pay it forward, đáp đền tiếp nối. Cũng từ ngày đó, cuộc đời của tôi luôn hạnh phúc, bình an và chan chứa yêu thương. Gần chục năm đã trôi qua, bây giờ nghĩ lại, nếu không gặp được Alan, chắc tôi đã quay cuồng trong vòng quay vô tận của đồng tiền, không chút nghỉ ngơi, không dành thời gian để hiểu và sống hạnh phúc với những người chung quanh, trong đó có bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm. Tôi thật biết ơn thầy tôi, bạn tôi, Alan. Tác giả Nguyễn Mạnh Hùng. Thank you.
Bài thánh ca đêm nhạc mềm hiu hắt ôm bờ vai dịu dàng ngây ngất. Thank you.